Vâng, thì em Tuấn Anh của Tuấn Hải Phòng xin gửi tới tất cả quý vị anh chị và các bạn một lời cảm ơn sâu sắc nhất. Cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi và đồng hành cùng với Tuấn Anh của Tuấn Hải Phòng trong suốt thời gian qua. Hôm nay đây thì Tuấn Anh ngày chủ nhật thì Tuấn Anh cũng báo giá cho mọi người về một lô xe mới về cũng như là một số những cái dòng xe bên em đang bán tại cửa hàng. Anh chị em nào quan tâm về những cái dòng xe bên em bán ra thì hãy liên hệ trực tiếp cho em qua hai số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Đấy cũng hai cái số hotline cũng như Zalo của em. Anh em có thể kết bạn Zalo với em để em sẽ cập nhật gửi cho các bạn về những cái mẫu xe mới nhất bên em. Đấy. Thì không làm mất thời gian của mọi người nữa, thì đầu tiên đây Tuấn Anh sẽ đi vào một chiếc xe Toyota Vios sản xuất 2010 phiên bản số sàn bản E xịn tư nhân biển Hải Phòng 7859 15A 7895, và giá tiền bên em đang chào bán chiếc xe này là 245 triệu đồng các bạn nhé. 245 triệu đồng cho một chiếc Toyota Vios bản E xịn màu bạc tư nhân chính chủ biển Hải Phòng đời 2010. Tiếp theo là một chiếc Honda Civic 2006 phiên bản số tự động bản 2.0, bản đủ cửa lóc tích hợp gầy số bô lăng tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Đấy, các bạn nhé. Đối với chiếc xe này thì bên em cũng đang bán là 255 triệu đồng cho một chiếc Civic 2006 bản AT 2.0 này. Vâng, rất là đẹp. Xe này cũng đang đi công vụ cho anh em đang đi công vụ với các bạn nhé. Chạy rất là sướng và đầm. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc Kia Carnegie sản xuất 2015 phiên bản số sàn bản 2.0, bản đủ tích hợp bàn phím phím bấm trên bô lăng, hệ thống túi khí ABS điều hòa tự động biển 20 của tỉnh Thái Nguyên. Với giá tiền bên em đang chào bán chiếc xe này là 285 triệu đồng cho một chiếc Kia Carnegie 2015 phiên bản số sàn máy 2.0 các bạn nhé. Tiếp theo là một chiếc xe Toyota Vios sản xuất 2007 phiên bản số sàn biển Hà Nội tên tư nhân màu lâu cà phê bản limo lưng kịch sàn cho các bạn. Limo lưng kịch sàn, giá tiền là 165 triệu đồng các bạn nhé. 165 triệu đồng cho một chiếc Toyota Vios đời 2007 phiên bản số sàn bản limo máy 1.5. Và trong cửa hàng thì các bạn còn thấy rất nhiều các dòng xe bên em từ 5, 7 đến 8 chỗ ngồi, tất cả các dòng các màu. Vâng, tiến gần đây thì chiếc Vios này thì em vừa nhận cọc rồi, và chiếc i10 bên đây thì cũng nhận cọc rồi các bạn nhé. Thì còn chiếc xe này là chiếc xe Kia Morning, một mẫu xe nhỏ gọn xinh xinh và tiết kiệm nhiên liệu đời 2017, đăng ký lần đầu 2018 phiên bản số sàn máy 1.25 tư nhân chính chủ biển Hòa Bình. Giá tiền bên em bán chiếc xe này là 245 triệu đồng, có 3 rút hồ sơ cho mọi người. Vâng, 245 triệu đồng các bạn nhé. Vâng, con Avel trong đây thì em cũng nhận cọc rồi nhé. Vâng, toàn những xe mà bán rồi thôi, đang rất là hiếm xe. Quý vị chị các bạn nào đang có nhu cầu thay đổi xe hay là muốn bán xe thì cứ alo ngay cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Tuấn Anh ô tô Hải Phòng sẽ mua cho các bạn một cái giá hợp lý nhất. Tiếp theo là một chiếc Mazda 3 2009 phiên bản số sàn bản AT máy 1.6 tư nhân chính chủ biển Bắc Giang, sơn si màu đỏ, bản cửa lóc đầy đủ cho các bạn. Giá tiền bên em đang bán là 299 triệu đồng. 299 triệu đồng cho một chiếc Mazda 3 2009 màu đỏ các bạn nhé. Vâng, tiếp theo vào trong đây thì là một chiếc Hyundai Grand i10 nhập khẩu sản xuất 2017. Đấy, con này rất là đẹp nhé. Con này thì mới về, em ngày mai em sẽ cho đi dọn dẹp, tỉa sơn, đánh bóng và sẽ lên sóng cho mọi người. Đấy, một chiếc i10 2017 này, bản nhập khẩu các bạn nhé, máy 1.0. Đấy, con này chắc rơi vào tầm loanh quanh 250, 260 gì đấy. Tiếp theo là một chiếc xe Hyundai i10 2015, đăng ký lần đầu 2016 phiên bản số sàn, trang bị động cơ là máy 1.0 bản nhập khẩu, một chiếc xe gia đình tư nhân không taxi dịch vụ biển Quảng Ninh, bản đủ các bạn nhé. Giá tiền bên em đang bán là 268 triệu đồng cho một chiếc i10. Tiếp theo là một chiếc xe Toyota Innova 2013 phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 2.0 bản E xịn form mới các bạn nhé, bản E xịn, một chiếc xe tư nhân chính chủ biển Hà Lam màu cà phê, giá tiền em đang bán là 340 triệu đồng, đăng kiểm dài đến tháng 3 năm 2022 cơ. Vâng, bản E xịn 2012-13 các bạn nhé, 340. Tiếp theo là một chiếc xe Chevrolet Vivante sản xuất 2008 bản đủ số sàn máy 2.0 tư nhân chính chủ biển 37 của tỉnh Nghệ An. Con này thì rất là đẹp, 8-7 chỗ ngồi, giá tiền chỉ có 165 triệu đồng thôi.
165 triệu đồng đăng kiểm dài miên man các bạn nhé, một năm nữa mới hết đăng kiểm cơ. Một chiếc 7 chỗ ngồi khá đẹp các bạn nhé, một chiếc xe 7 chỗ ngồi khá là đẹp. Vâng, 165 triệu đồng giá là hãng bán, các bạn đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng bên em, bớt cho các bạn 5-10 triệu. Đấy, 15 triệu là chuyện bình thường với chiếc xe này. Đấy, đăng kiểm mới tinh luôn các bạn nhé, nội thất đẹp, màn hình DVD cam lùi, máy gầm chất. Tiếp theo là một chiếc xe Hyundai Venna 2008, phiên bản số sàn, trang bị động cơ 1.4, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Đối với chiếc xe này là một mẫu xe sedan 2 đầu nhập khẩu máy 1.4, đăng kiểm dài đến tháng 9 năm 2021. Giá tiền thì rất là rẻ, chỉ có 150 triệu đồng thôi. 150 triệu đồng cho một chiếc Hyundai Venna như thế này. Và tiếp theo đây là một chiếc Toyota Innova 2011, phiên bản số sàn, bản di lưng kịch như G, đời 2011 các bạn nhé. Vâng, giá tiền bên em đang bán là 250 triệu đồng, đời 2011, phiên bản số sàn, bản 2.0. Tất cả từ gương kính chỉnh điện, la răng đúc, hệ thống điều hòa ba dàn đầy đủ theo xe, biển Hải Phòng, rất là đẹp. Một chiếc Innova đời 2011 khá là ok. Tiếp theo là một chiếc Toyota Vios 2012, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là máy 1.5. Con này là bản e xịn, xe gia đình tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ các bạn nhé. Con này khá đẹp luôn. 289 triệu đồng cho một chiếc xe Vios E 2012, phiên bản số sàn, bản e xịn, một chiếc xe tư nhân biển Hải Phòng, rất là đẹp, màu đen. 289 triệu đồng. Và đây là chiếc Innova đây các bạn thấy đây, 2011 đây, rất là đẹp nhá. Rất là đẹp nhá các bạn nhá. Chỉ với 250 triệu đồng, dàn 4 lốp mới tinh, đăng kiểm dài miên man luôn. Vâng. Tiếp theo là một chiếc Ford Escape 2010, phiên bản số sàn, phiên bản số tự động, máy 2.3, bản XLS tư nhân một chủ, từ đầu biển Hà Nội. Con này hiện tại bên em đang bán là 280 triệu đồng, 280 triệu đồng cho mọi người. Cắt lỗ sập sàn luôn. 280 triệu đồng cho một chiếc Ford Escape 2010, một chủ từ đầu, bản XLS, máy 2.3, màn hình Android to phạc các bạn nhé. Xe thì rất là đẹp rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Vivanti 2008, biển Hà Nội, màu bạc. Con này hiện tại bên em đang bán là bao nhiêu ạ? 168 triệu đồng, 7 chỗ ngồi. Đấy, cũng 2.0, đấy, bản đủ. Tiếp theo là một chiếc xe Toyota Innova 2008, một mẫu xe gia đình, bản G, không taxi dịch vụ, biển 18 của tỉnh Nam Định. Con này thì hiện tại là bên em đang chào bán là 265 triệu đồng, 265 triệu đồng các bạn nhé, 265 triệu đồng các bạn đã sở hữu ngay. Một chiếc xe như thế này thì khỏi chê vào đâu ạ. Vâng, chỉ với 265 triệu đồng bên em bớt cho các bạn nhiệt tình luôn, khi đến xem xe trực tiếp tất cả những cái dòng xe bên em. Vâng, 265 triệu đồng, đăng kiểm dài đến tháng 6 năm 2021, một chiếc xe gia đình tư nhân chính chủ các bạn nhé. Tiếp theo là một chiếc xe Captiva 2007, biển 18A01367, giá tiền bên em đang bán là 201, con này là số sàn, bản 2.4, tư nhân chính chủ, biển Nam Định. Vâng, một chiếc Captiva 7 chỗ đăng kiểm mới tinh, tinh tinh luôn. Đấy. Tiếp theo là một chiếc Mazda Premacy sản xuất 2003, phiên bản số sàn, phiên bản số tự động, máy 1.8, biển Hải Phòng, màu đỏ đun, rất là đẹp. 178 triệu đồng cho một chiếc xe Mazda 7 chỗ ngồi. Trang bị hệ thống ABS túi khí đầy đủ cho các bạn luôn. Vâng, chỉ với 178 triệu đồng thôi, các bạn đã sở hữu một chiếc xe Mazda Premacy số tự động, rất là đẹp. Tiếp theo là một chiếc Chevrolet Spark sản xuất 2014-15. Con này đang bán là 150 triệu đồng, 155-158 triệu đồng. Đấy, con này thì cũng mới về thôi, em cũng chưa lắm được cái giá của nó, thì là anh em mà quan tâm về cái dòng xe 5 chỗ này, nhỏ gọn xinh xinh này, con này thì khá đẹp, máy 1.1, rất là khỏe và tiết kiệm luôn, biển Hải Phòng, một chiếc Chevrolet Form mới các bạn nhé. Tiếp theo là một chiếc Toyota Innova bản V số tự động đời 2008. Con này thì bên em đang bán là 320 triệu đồng, bao rút hồ sơ, bao vận chuyển, biển 98A27981. Tiếp theo là một chiếc Vios này em nhận cọc rồi các bạn nhé. Một chiếc Hyundai Venna 2008, phiên bản số sàn, trang bị động cơ 1.4, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, biển Quảng Ninh. Giá tiền bên em đang bán chiếc xe này là 150 triệu đồng. Một chiếc Mazda 626 2000
2002. Đó, con này thì số sàn máy 2.0 biển 99, đăng kiểm dài mới tinh tháng 5 năm 2021 luôn. Con này bên em đang bán là 135 triệu đồng. Một chiếc Fiat thì con này thì hiện tại bên em đang cắt lỗ sập sàn chỉ còn 80 triệu đồng thôi. Đời 2003 máy 1.6 tư nhân biển Hà Nội. Một chiếc Toyota Camry cũng là một trong những cái dòng phân khúc xe cổ, đời 1997, đăng ký lần đầu 1998. Con này hiện tại là máy 2.2 số sàn, và giá tiền bên em đang bán là 168 triệu đồng một chiếc Camry. Và một chiếc Daewoo Gentra 2010 phiên bản 2009 phiên bản số sàn máy 1.5 biển Hà Nội, giá tiền bên em đang bán là 152 triệu đồng cho một chiếc Daewoo Gentra 2008 2009 2009 tư nhân chính chủ các bạn nhé. Tiếp theo là một chiếc Toyota Vios 2007 165 triệu đồng bản limo lưng kịch sàn nhé các bạn nhé, 165 triệu đồng. Một chiếc Vios 2010 bản limo lưng kịch sàn biển 15, con này bên em đang bán 205 triệu đồng bao hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển. Một chiếc xe Toyota Vios 2016 phiên bản số sàn bản e xịn tư nhân biển Quảng Ninh, đăng kiểm dài, con này bên em đang bán là 368 triệu đồng cho một chiếc Vios E 2016 máy trắng đuôi. Đấy, rất là đẹp các bạn này. Tiếp theo là một chiếc Kia Morning 2017 một chủ từ đầu, giáo viên sử dụng, không taxi dịch vụ, 255 triệu đồng cho các bạn, một chủ từ đầu các bạn nhé, không taxi, không dịch vụ một ngày nào luôn các bạn nhé. Chevrolet Spark 2009 phiên bản số sàn máy 0.8, con này thì hiện tại bên em đang bán một cái giá rất là cắt lỗ và xịt sàn cho mọi người với giá 80 triệu đồng đời 2009. Màn hình DVD cam đùi đồ cả, đăng kiểm dài, nội thất đẹp, máy gầm chất. Vâng. Không đâm đụng tai nạn nặng, không ngập nước, va quẹt thì không tránh khỏi rồi. Tiếp theo là một chiếc xe Toyota Vios 2014 phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.5 bản e xịn, một chủ từ đầu biển Quảng Ninh, bản e xịn các bạn nhé. Giá tiền bên em đang bán là 348 triệu đồng, 348 triệu đồng các bạn này. Đấy, thì vừa rồi Tuấn Anh ô tô Hải Phòng giới thiệu qua cho mọi người một số những dòng xe nhỏ gọn, cũng như là một số những dòng xe bên em đang bán. Quý vị chị các bạn nào quan tâm về cái dòng xe bên em thì hãy liên hệ trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua hai số điện thoại 0816662386 hoặc 0971255863. Tuấn Anh ô tô Hải Phòng xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi, đồng hành cùng với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người.